Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chào cô, chào chị, chào anh. Chào chị Nam. Chào chị Nam. Chào ông ngoại, chào chị gái, chị hai. Chào em bé, chào cha, chào chị. Được rồi, được rồi, được rồi. Chào gì dài ngoan luôn vậy. Chào hết 1 phút luôn á. Chào mọi người. Chào mọi người. Mỗi ngày là có một cái câu chào mới mọi người ơi. Hôm nay nhà mình ăn sò điệp. Hôm nay con ăn sò điệp nè, con giới thiệu đi. Ăn sò điệp. Trời ơi, con mái tóc mà cứ ngoắc ngoắc hoài, điệu quá trời điệu rồi. Hôm nay Bi để tóc dài, vì nó để tóc không có cuộc, để xả luôn cho nó đẹp đó cô chú. Đó, thì hôm nay nhà mình ăn một mâm sò điệp khổng lồ. Sò điệp này mình cũng mua ở cái điểm hẹn, cái cửa hàng hải sản mình hay mua. Ở đó là hấp cho mình luôn mọi người, chứ về nhà không có hấp nữa, rất là tiện lợi. Đó, cái mâm sò điệp 5kg. Ừ, 5kg. Ok, pha cho anh đi mua. Ừ, rồi bây giờ ăn thôi. Ăn thôi. Con lấy cho nè. Con tự lấy hả? Dạ. Mày lấy à. Quá trời bự luôn. Con lấy rồi mẹ. Được không? Ồ, cái này là mình thích ăn, Bobby cũng thích ăn nữa, cho nên hôm nay ba Bobby mua. Mẹ, mày ăn được không mẹ? Ăn được. Ừ, ăn được. Đó. Ngon không? Trời ơi, chết rồi. Sao mặn. Cái này là cái tương ớt ở chỗ bán hải sản kèm theo cho mình luôn mọi người. Mẹ ơi, mẹ chút xíu này chán luôn không? Ờ, mẹ biết rồi, nãy mẹ để ra nhiều quá. Đó, giờ ăn thôi nha. Dạ. Ăn cùng mình mọi người ơi. Wow. Ngon lắm. Mình thấy ở chỗ đã hấp á, ngon hơn ở nhà mình hấp mọi người. Tại vì lửa đặng nó cháy mạnh. Với lại người ta hấp thường xuyên lắm. Có mẹ. Con ngập tay rồi. Cái chuyện nhỏ. Với lại cái chỗ ai gắn mà ta ngày nào ta cũng hấp á, cho nên người ta canh giờ nó ngon, còn ở nhà hấp á có khi nó lố giờ nó bị. Trời ơi, sao bữa nay kỹ ra sao gớt hoài ra. Bé à, con nên ăn wow. Ha. Ừ, chấm ngon hơn. Ngon quá trời luôn. Cái này mà chấm mà muối tiêu chanh ớt là ngon. Nhưng mà hồi nãy thấy có cái loại tương ớt này cho nên là chấm lên không có làm nữa. Xôi xôn mà đấy. Dễ chọc khó. Cái chai có chai quên đón hơn lại như con nhá. Vậy đó hả? Dạ. Cái này á. Ừ. Wow. Cái mùa này làm như nó mập mọi người. Ê. Có nên nhiều này nên nó hơn nhiều. Ngon. Ngon lắm. Được ngay luôn. Ngon quá. Nè. Ui. Hạt cá. Con sò điệp này á. Nè, kim chi. Cool. Cái này là hào mọi người. Hào nó dính vô cái con sò điệp luôn. À nãy Barbie có mua hào cho mình nữa. Hào tươi luôn. Mua hào tươi luôn. À, tại vì ở chỗ này có bán hào người ta tách ra rồi mọi người để nấu canh á. Nhưng mà ăn cái loại đó ăn sống được luôn. Mẹ ơi, con sáu nha con. Ít băm tha của mẹ. Mẹ. Không ăn hào mà đi đâu gặp hào cũng mua cho vợ. Wow. Đúng rồi. Mấy chắc cô. Quân xa chỗ. Kim nara cô. Nó mập nè. Cái mùa này là cái mùa mập hay sao?
Ngon không biết? Ngon nè. Cái này mình mua 220 ngàn một ký mọi người. Cái gì vậy trời? Cái gì mà lắc lư vậy? Cái này là phải ăn tươi mọi người. Có xào điệp nè. Nè. Nó còn sống mình hấp liền thì nó mới ngon. Chứ mà mua mà để tủ đá hay tủ đông, tủ lạnh nó hết rồi. Anh đang ăn hết đi. Một, hai, ba, bốn, năm. Ăn đi. Ăn con nè. Chú ba ăn đi, ăn nhanh lên, cuộc bự kìa. Không có bự kìa. Sao mình chơi rồi con? Trời nó mập nè. Quá trời mập luôn. Một ký 220 ngàn mà mua 5 ký. Nè. Tại vì mới đăng ảnh Facebook hôm qua cho nên không dám. Mẹ ăn đi mẹ. Sợ chiêu lại. Có ăn hả? Này là Hào, con Hào con. Cho ăn đi mẹ ăn mà. Rồi con ăn đi. Nè mày. Con sò đẹp nó rất là mềm mọi người. Rất là mềm luôn. Mà lại ngọt nữa. Rồi. Ba con lên. Con lên. Mẹ con lên. Một, hai, ba con lên. Đừng ăn nữa hả? Dạ. Thôi vậy. No rồi. Nó còn nữa. Vậy hả? Ăn mới có mấy con mà no rồi. Một, hai, ăn đó. Không biết mấy con rồi. Ba, bốn con. Con này con. Con này ăn rồi. Không có dai miếng nào luôn. Bi nói tiếng Việt Nam với cô chú đi. Nè. Đi nói chuyện với cô chú này kìa. Ngon lắm mọi người ơi. Thật sự là rất là ngon luôn. Dạ. Mẹ coi đâu đây mẹ? Coi cô chú hả? Nè. Cái con sò đẹp nè. Nó ngon hơn. Ngon hơn mấy con sò bình thường. Giống như con sò lông hay này kia thì nó còn dai dai nữa. Nó không có ngọt bằng con sò điệp. Con sò điệp nó ngọt hơn. Cắm vô á mặn đi. Mặn á. Hôm nay nè. Cắm nhìn vô hôm. Cắm dừa nó không ngon lắm. Cắm dừa không ngon lắm hả? Dạ. Cắm chấm nhiều nên ngon hơn. Chấm nhiều mặn. Hôm nay mặn. Nó chấm chút xíu nó mặn đó. Chấm nhiều mặn, chấm xíu mặn thì trời. Mặn mẹ. Mặn chết luôn á. Đâu con ăn. Cái này giống như kiểu lăn bột luôn á chứ chấm gì nữa. Lăn nhiều. Nhẹp. Ăn mặn nhiều không tốt. Một khai bắp. Ăn mặn nhiều không tốt. Tốt. Không tốt. Tốt. Ngon. Mẹ ngon không ăn nha mẹ. Bút tốt đất kìa. Ai cay á. Bà. Ngon mà sao.
cái con nhỏ xíu à, mà cái lòng ở trong nó bự ghê á, nó mập ù à. Còn mà mua mà cái loại để tủ lạnh á, nó tóp lại á, nhỏ xíu à, nó không ngon, nó dài dài. Thì là ngon luôn á. Mẹ muốn nghe xem ai coi. Ừ, để con ăn đi. Nhưng tất cười. Trời kìa, tân cái tân chiếc bột tốt có thể. Đây kìa, nhai mà để gần cái giỡn giỡn ốc á. Cái chê tân cái tân tóc cắt thôi. I'm mad. Bây giờ hay coi ăn cảm giác ASMR mọi người. Cái bắt chước nhai chang luôn á. Nè, nè, rồi làm lại. Có cần cho cái mic không? Được rồi, mẹ nghe rồi. Nè, có cần cho cái mic không? Gắn vô đừng cho cô chú nghe. Có tiến bộ. Có tiến bộ làm ASMR được. Ngon. Dạ ngon mẹ. Ăn cái đó là nói chuyện vậy đó hả? Dạ. Nó làm nó thì gió không hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ cho nó ASMR nên ngon hơn. Vậy đó hả? Mẹ nó ASMR nên ngon nhiều hơn mẹ luôn đấy. Ừ. Thấy sao? Cô chú ơi, bi đầu đẹp hơn cô chú. Trời ơi, hỏi không? Bi hỏi không? Tóc đẹp không mọi người? Tóc chứ đầu gì? Tóc. Tóc bi màu gì ta? Màu black. Màu gì? Màu xanh. Màu, tóc bi màu gì? Màu tím. Hồi nãy màu blend là Black mà tính nói màu đen mà chuyển qua màu black. Màu đen. Màu đen. Ừ. Cô chú ơi, con đầu bà đang ngã xem cô chú. Có mấy tóc mà cứ vuốt hoài luôn á. Bi cắt không ngắn chịu không? Cắt không ngắn nha. Mẹ nó vốt mà. Cắt ngang đây nè. Sao vậy? Ba vốt hả? Ừ. Thôi đẹp không? Không đẹp. Mẹ ơi, dạy cắt nha. Không, đây mẹ. Bi không có thích cắt ngắn của chú. Nè, cắt từng này thôi. Vì nhiêu đây không? Vì sao? Đây này. Cắt nhiêu đây hả? Cắt nhiêu đây này. Cắt là mỗi lần cắt là cắt chừng phân hai phân hả mọi người? Không có dám cắt nhiều, giống như cắt cái đuôi không à. Cắt nhiều là la làng. Muốn không nhiều cắt. Ừ. Vậy đó hả? Cô chú đầu khóc sâu. Ừ. Cắt ngang đây không chịu hả? Dạ. Cô khóc sâu. Con đầu đẹp hơn mà. Vậy đó hả? Tóc dài đẹp hơn hả? Dạ. Ba sao mà tóc ngắn bị? Apa. Apa đây của body bụng rồi. Ok body bụng rồi nhà mẹ anh yêu kiều kì. Mẹ ơi mẹ của tóc hả nè. Con ăn sao? Ừ. Cho nên là đợt trước mình đi cắt tóc ngắn ngang đây mọi người về Bi không thích một thời gian rất là dài luôn. Bình thường thì mình không sao mà nhìn thấy suy nghĩ tới cái mái tóc thôi là buồn là không thích. Con không thích nhẹ tóc ngắn. À, Bi không thích tóc ngắn, thích tóc dài thôi. Đừng. À, không giỡn. Bi thích tóc dài phải không? Dạ. Nhưng tóc nó khóc sao? Tóc dài đẹp hay tóc ngắn đẹp? Tóc dài.
và tùy theo khuôn mặt. Không có khuôn mặt á, nè, có khuôn mặt á để tóc dài nó hợp nó đẹp, có khuôn mặt á để tóc ngắn nó đẹp hơn, chứ không phải là tóc dài đẹp hơn tóc ngắn. Dạ. Mà tùy theo khuôn mặt. Không phải. Mà tùy theo cái sở thích thôi. Mẹ ơi. Ơi. Nè. Mơ. Mẹ ơi. Màu hồng nữa. Màu hồng rồi sao? Màu hồng. Dây lâu nữa. À, màu dây lâu nữa. Dạ. Rồi sao nữa? Nè. Cô đen nữa. Ờ, rồi sao nữa? Nè. Purple nữa. Ừ. Brown nữa. Ừ. Black nữa. Ờ. Sao màu đủ thứ vậy? Nên này, nên đầu có, nên đẹp hơn mà. Vậy đó hả? Trời ơi, màu xanh đâu có đẹp đâu. Tóc là phải màu đen với màu nâu thôi. Không. Nếu hồi nãy cô nên tìm ba cho cái nên tìm đường đường. Vậy đó hả? Dạ. Wow. Ba nhìn nha. Ok, tỏ mơ tỏ. Đừng có chỉ con. Sau 10 phút chiến đấu thì hết 5kg sò điệp. Một cái núi sò điệp khổng lồ. Quá trời. Ít có ăn quá mà. Có 5kg à, không có nhiều hết trơn á. Xin chào tạm biệt cô chú bà bé. Ok đó, bác cảm thấy đẹp bộ. Mẹ ơi. Mẹ chín này đi. Này đau lắm. Ôi body bà. Ông chân kia lắm. Ôi. Apa nè? Ốp chân này. Được rồi, có cái mái tóc mà cứ vuốt vuốt quá hay luôn á. Rồi nè, rồi ăn hết xong 5kg sao đẹp rồi nè. Bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú, bà bay theo cô lên. À rồi, hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye, cô lên, cô lên, cô lên. Cô lên. Hôm nay quay đến đây thôi mọi người ơi. Mày quay đến đây thôi mọi người ơi. Bà bay tiếp theo. Chào, chào.